So today, end of the first week of lockdown, and to try to amuse ourselves, we're having a Spanish evening with Spanish music and lots of lovely Spanish food. And Chuck has cooked tortilla española, which is Spanish omelette, which is like an omelette with potato inside. Very, very typical of Spain. We have it's just plain prawns for the girls. For me and Chuck, we have spicy prawns in a kind of a tomatoey sauce, Wine sauce. and a tomato and white wine sauce, very typically Spanish. Also, to go with everything, you have aioli. Aioli is garlic mayonnaise, and it's really, really lovely. And then some fried fish. So we are ready Grilled. to go. We Ready. also have grilled fish, yeah. Ở đây mình có 6 khứa cá ba sa đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ ướp với ở đây là khoảng 2 củ hành hương, 2 củ hành tím thì mình ướp phân nửa. Một ít tiêu. Và một ít muối. Và một ít nước mắm. Rồi mình để đây khoảng trộn đều lên rồi để ngâm khoảng chừng 15 phút mình sẽ đem đi nướng. Spanish omelette thì ở đây mình có là 4 củ khoai tây, mình cắt ra thành từng miếng mỏng mỏng nhỏ nhỏ như này. Rồi một củ hành tây lớn cũng cắt ra từng miếng mỏng mỏng như vậy. Cái này thì nó sẽ cần rất là nhiều dầu nên ở đây mình sẽ có một cái chảo dầu. Một cái chảo không dính nha. Mình sẽ đổ vào đây khoảng 1 phần 3 cấp dầu. Đây là 1 phần 3 nè. 1 phần 3 cấp. Thì mình cho vào đây là 1 phần 3 cấp dầu. Dầu olive. Đây. Rồi mình chờ cho dầu nóng thì mình sẽ đổ khoai tây và hành vào. Khi mà dầu nóng rồi thì mình sẽ cho hành vào. Đảo đều. Sau đó mình sẽ cho khoai tây vào luôn. Trộn đều lên và nấu cho tới khi nào mà khoai tây nó chín, mình cảm thấy nó chín là được, tại vì mình cắt rất là mỏng, rất là nhỏ như vậy thì nó sẽ chín rất là mau. Cứ đảo đều như vậy. Nấu được khoảng 5 phút thì mình cho tí muối vô. Rồi sau đó hạ lửa xuống trung bình cao và mình nấu cho tới khi nó chín. Trong thời gian chờ khoai tây nấu chín thì ở đây một cái tô mình cho vào đây là 6 cái trứng gà. Nếu mà trứng to thì các bạn cho 5 cái, ở đây trứng hơi nhỏ nên mình cho 6 cái. Bây giờ Mai Anh sẽ quậy lên. Quậy cho trong đỏ với trong trắng nó bể nó quyện với nhau, sau đó cho vào tí muối, tí tiêu. Sau 20 phút nấu với lửa trung bình cao thì bây giờ khoai tây chín rồi, mình sẽ tắt bếp. Sau đó đổ cái khoai tây này vào trong cái trứng vừa mới đánh lúc nãy. Quậy đều trứng đã đánh với lại khoai lên. Quậy cho khi nào trứng với lại khoai quyện chung với nhau. Sau đó dùng lại cái chảo lúc nãy. Mở lửa nhỏ. Cho chín số, mình mở số 4.
xong mình đổ trứng và khoai tây đã trộn vô lại trong cái chảo này, dàn đều khoai tây ra và bắt đầu nấu với cái lửa nhỏ để cho trứng nó chín ở phía dưới. Khi dàn đều khoai tây ra rồi, bây giờ thì mình sẽ tăng nhiệt độ lên chín số, thì mình tăng lên số 6, nấu trong vòng 3 phút để cho nó chín cái xung quanh cái thành với lại cái đáy. Rồi sau 3 phút mình sẽ chỉnh lại xuống là medium low, sau đó mình kiểm tra xung quanh coi là trứng nó đã chín và nó hình thành cái lớp cứng ở ngoài chưa. Khi mà nó chín như vậy rồi thì mình sẽ bắt đầu là lật cái trứng nó lại. Mình đi vòng quanh nhà này, lắc lắc đi. Ngon quá. Ngon không? Ngon ơi là ngon. Rồi đó, bây giờ mình sẽ lấy cái dĩa mình úp nó lại. Nóng quá. 1, 2, 3. Xong rồi, bỏ cái chảo lại, bỏ trứng vô lại. Chiên lại cái mặt bên kia. Rồi sau khi mà được 3 phút ở mặt bên này, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho trứng ra, ấp cái dĩa lên. Coi chừng nóng lắm nha. Ấp lại. Đây. Xong. Quá ngon. Cái chảo vừa chiên khoai tây, bây giờ cho dầu vô lại để chiên tôm, sẽ làm garlic prawn, tức là tôm chiên tỏi, tôm sốt tỏi. Giờ mình sẽ mở lửa cao nha, tại vì tôm nó mau chín lắm, mình nấu lâu là nó sẽ không có ngon. Chín số thì mình mở số 8. Rồi thì mình sẽ cho tỏi vào khoảng chừng 2 tép tỏi mầm nhỏ, phi lên. Khi tỏi bắt đầu chuyển màu vàng, nghe cái mùi thơm rồi thì mình sẽ cho tôm vào. Tôm này hơi nhiều thì mình sẽ chia làm hai lần, phân nửa trước. Ngon. Sẽ đổi mặt, bỏ qua mặt bên kia liền. Cho muối vô. Rồi. Rồi khi mà nó chín hết như vậy rồi, đưa cho nóng quá, nóng quá, mình sẽ vớt tôm ra. Còn dư lại mình sẽ đổ ra một cái chén, tảng lát nữa mình làm nước sốt. Rồi sau đó là dàn đều tôm ra, đừng có cho nó chồng lên. Chồng lên thì tôm nó sẽ không có được chín đều. Sau đó thấy chín một mặt rồi, mình chuyển qua mặt bên kia. Tôm này nó mau chín lắm, không có cần nấu lâu. Rồi vớt cho nó ra hết. Xong rồi, cái nước còn dư lại này sẽ giữ lại để mình làm nước sốt. Đổ vô cái chén nước sốt hồi nãy một cái phần tôm đợt đầu. Rồi cũng cái chảo đó, cho dầu vô.
Rồi mở lửa chính số thì mình mở khoảng số 8. Dầu nóng rồi thì mình cho phần nửa cái số hành, khoảng một củ hành hương. Lúc nãy mình lấy phần nửa mình ướp cá, bây giờ còn phần nửa mình làm nước sốt. Một củ hành hương sắc nhỏ, đào nhỏ ra, xào cho nó thơm. Rồi khi mà hành nó bắt đầu có thơm rồi, nó chuyển thành màu vàng như vậy thì mình sẽ cho vào đây là, hồi nãy cái này là mình đông dầu nè, ba cup rượu, rượu trắng, rượu nào cũng được. Cho vào đây. Không phải là cup, ba cái 1/3. Tức là ở đây là 80 ml thì mình cho khoảng là 240 ml rượu trắng. Rồi xong mở lửa khoảng lên số 8. Rồi mình nấu. Mình nấu cho cái rượu nó tan ra. Sau đó cái nước sốt hồi nãy, nước sốt tôm hồi nãy mình sẽ bỏ vào đây luôn. Rồi mình chờ cho nó sôi lên. Trong thời gian chờ nước sôi thì mình sẽ cho vào đây là sriracha. Cho lửa xuống khoảng số 5 trung bình. Cho vào đây 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng tương ớt. Một muỗng, cái này là tương cà. Tomato ketchup. Yeah. Ba muỗng tương cà. Cái này là Worcestershire sauce. Giống như là nước mắm của châu Âu á, sẽ cho vào đây là khoảng 1 muỗng, 2 muỗng, mà sau đó mình sẽ nếm lại. Bây giờ quậy đều lên, mở lửa lên số 7, cao hơn chút để cho nước này nó sôi, nó sệt lại, nấu cho tới khi nào mà cái nước sốt này nó sệt lại. Rồi còn một thứ nữa mình chưa bỏ vô, đó là paprika hot, cái bột ớt paprika mà nó thuộc dạng là cay á, mình sẽ cho vào đây là khoảng 2-3 muỗng. Cái này phải là nóng cay. Rồi mình nấu, mình đợi cho nó sôi. Khi mà thấy nó sôi như vậy rồi mình sẽ mở số nhỏ lại. Tức là nam mình có 9 số, mình mở số 4 để cho nó sôi lăn tăn như vậy. Bây giờ mình bắt đầu nếm lại coi là nó thiếu cái gì thì mình sẽ cho cái đó vô, cho cái phần thiếu đó vô. Mình sẽ cho thêm miếng đường. Đường, 1 muỗng đường. Và cho thêm một ít muối. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục quậy lên. Rồi bây giờ mình nếm lần nữa, mình thấy nó hơi lạc, nó hơi thiếu ngọt. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây 1 muỗng đường nữa. Rồi cho thêm 1 muỗng. Sau khi cho thêm 1 muỗng đường, bây giờ sẽ cho thêm nước mắm Việt Nam. Ăn cái gì cũng phải có nước mắm Việt Nam nó mới đậm đà. Chắc khoảng 1 muỗng canh. Vô. Rồi bây giờ mình sẽ nếm lần nữa coi là nó vừa vị chưa. Sẽ cho thêm vào đây là 1 muỗng tương cà, 2 muỗng tương cà nữa. Rồi mình sẽ quậy lên. Khi mà thấy cái nước sốt nó đặc lại như vậy rồi nè, mình nếm là mình thấy nó vừa rồi,
Bây giờ mình sẽ cho cái tôm vào. Mai Anh ở nhà, Mai Anh với Lily ở nhà không có ăn cái nước sốt này, vậy nó cay nên sẽ làm một nửa với sốt, còn một nửa còn lại là không có nước sốt để cho Mai Anh Lily ăn. Giờ mình sẽ cho phân nửa thôi, có cái nước sốt tôm mình đổ ra luôn. Chừa cái này lại cho Mai Anh với Lily, còn cái này là của ba với mẹ. Đây là mấy con cá lúc nãy mình ướp với lại hành, nước mắm với tiêu. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái nồi nồi nướng này, bỏ vô trong nồi nướng Philips này mình nướng nha các bạn, nướng này cho nó lẹ. Rồi bây giờ mình xếp cá vô đây, tại vì mình chưa có nướng cá này bằng cái nồi chiên không dầu này bao giờ hết. Thành ra mình sẽ thử nướng ở 180 độ trong vòng 10 phút trước coi là nó như thế nào, rồi mình sẽ mở ra kiểm tra. Mình sẽ làm cái aioli, là cái loại mayo với lại sau đó mình cho mayo. Xong rồi quậy lên. Mayo nha. Xong rồi quậy lên. Lily quậy nước sốt cho mẹ. Cho thêm một miếng muối vô. Rồi Lily quậy tiếp cho mẹ đi. Rồi, sau 10 phút thì bắt đầu cá nó hơi chín một mặt rồi nè. Bây giờ mình sẽ trở qua mặt bên kia. Mình nướng cái phần mặt bên kia. Cẩn thận coi chừng nó bể. Sau khi trở mặt, bây giờ sẽ bỏ vào đây và nướng tiếp 180 độ 10 phút nữa. Cá được lấy ra sau 20 phút nướng 10 phút mỗi mặt. Spanish omelette, Tây Ban Nha cũng được lấy ra. Cái này là garlic prawns, là tôm sốt bơ tỏi với rượu vang trắng, có ớt nữa, thành ra nó cay nó đỏ vậy đó. Và ăn với bánh mì và sốt mayonnaise với tỏi. Còn đây là phần của Mai Anh Lily không có nước sốt gì hết, tại vì Mai Anh Lily không ăn cay được. Rồi tối nay mình sẽ ăn các món Tây Ban Nha, mời mọi người cùng thưởng thức nha.